Cô rất xinh đẹp, có thể làm thư ký riêng cho tôi. Nhưng mà tôi cũng có yêu cầu như vậy. Có thể đưa tay cho tôi xem chút được không? Đừng để bụng. Giám đốc Vương, có lẽ tôi không quá phù hợp với công việc này đâu. Xin lỗi nha. Xin lỗi, dù điều kiện của cô khá phù hợp, nhưng điểm bất lợi của cô lại là quá xinh đẹp. Ở chỗ chúng tôi, lời nói của bà chủ có trọng lượng nhất. Công ty có quy định rõ ràng, không tuyển người đẹp. Tất cả được viết trong điều lệ rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Xin lỗi cô, công ty chúng tôi không tuyển người cung sông ngư, cung cự giải và cung thiên ý. Tại sao vậy? Người cung sông ngư có khuynh hướng lãng mạn quá, không đủ thực tế, không vững vàng chắc chắn, không phù hợp với công ty chúng tôi. Tôn chỉ của chúng tôi là cần mẫn, nghiêm túc, cẩn thận và chắc chắn. Cô là gia sư thứ 18 mà tôi gặp rồi đó. Vậy cô thường dạy kèm học sinh ở độ tuổi nào? Trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc là giai đoạn chuyển cấp. Hình như không phù hợp với Điềm Điềm nhà tôi cho lắm. Tư liệu về Điềm Điềm tôi đã xem qua rồi. Tình hình đúng là có hơi đặc biệt, rất khó tìm được gia sư. Vậy tại sao họ lại đề cử cô? Vì hồi đại học tôi từng chọn học môn tâm lý học trẻ em. Hơn nữa bây giờ cũng đang ôn tập lại. Trên sơ yếu lý lịch không thấy cô nhắc tới. Tôi chỉ học một năm, vì còn phải đi làm thêm. Hơn nữa còn phải đi thi, bận rộn vô cùng, cho nên cũng ngại viết lên. Chúng ta nói về vấn đề tiền lương đi. Không cần bàn đâu, anh bàn với công ty là được rồi. Họ có tiêu chuẩn. Tôi có thể gặp Điềm Điềm không? Cô bé có ở nhà không? Có thể chứ. Điềm Điềm. Vậy tôi không làm phiền anh. Chúng ta liên lạc sau nha. Được rồi, tôi xin phép cáo từ. Lại là anh sao? Có duyên thiệt đó. Phải, có duyên thiệt đó. Có duyên suýt chút nữa bị anh tông trúng. Bị tôi tông trúng cũng là một loại duyên phận nha. Sao vậy? Nhà cô ở đây sao? Không phải, tôi tới thăm một người bạn. Không phải cô không thích tiền nhất sao? Sao lại kết giao bạn bè với người lắm tiền vậy? Việc này có liên quan gì tới anh không? Không hề đâu. Không có chút liên quan gì tới tôi. Quý cô thanh cao không thiếu tiền, nhưng mà thích kết giao bạn bè với người lắm tiền. Đầu tiên, các biệt danh đó của anh đi tôi không thích đâu. Thứ hai, tôi có những người bạn giàu có cũng không liên quan gì tới anh. Thứ ba, anh nói coi, một người làm chuyển phát nhanh 360 như anh, đeo cái kính râm nhìn không ra làm sao? Nè, xem ra cô thực sự coi thường người nghèo như chúng tôi. Tôi tặng anh một câu. Tự tin một cách thích hợp là khiêm tốn, còn tự tin một cách thái quá là ngang ngược đó. Tôi rất thích điều này. Cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên. Tôi thật sự không ngờ rằng tôi có thể gặp cô trong khu biệt thự của người giàu. Và cũng khó trách, người có tiền mới không xem trọng tiền tài. Hèn gì cô mới bất mãn như vậy với triết lý cuộc sống của tôi. Lại tặng anh thêm một câu. Đừng có tự cho mình là thông minh. Cô nói cũng đúng đó. Chính lý cuộc sống của chúng ta căn bản không cùng một tinh cầu. Cái tôi thiếu là tiền. Cái cô không thiếu nhất cũng vẫn là tiền. Sao vậy, giận rồi sao? Tôi không nói sai mà. Có điều hôm nay tôi rất vui. Tôi biết sau này có thể tìm cô ở đâu rồi. Anh muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ, cô đừng có căng. Yên tâm đi, tôi sẽ quang minh chính đại kết giao bạn bè với cô mà. Quý cô không thiếu tiền. Tạm biệt nha. Đúng là một tên thần kinh. Sao hai người lại về cùng nhau? Cậu về rồi sao? Gặp ở ngoài cổng đó. Sao con về sớm vậy? Có phải là có tin tốt gì không? Muốn báo cáo với mẹ hay không? Dạ có. Tìm được công việc rồi sao?
chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải đang tăng, mua một ít đi. Con có thể đừng nói giỡn được không? Nói chuyện nghiêm túc đi. Thẩm Họa ngay ngày đầu tiên đã tìm được việc rồi đó, có phải không con? Thật đó sao? Như gì vậy? Cũng không phải là công việc tốt, cậu chắc cũng không coi trọng đâu. Bán mỹ phẩm trong một cửa hàng. Còn thiếu người không? Cho mình đi với. Đừng không có tiền đồ như vậy, nghe mẹ nói đi. Hôm nay con đã tìm được bao nhiêu công việc rồi? Ba cái lận đó. Nói coi, công việc thứ nhất. Công việc đầu tiên họ nhắm con rồi. Nhưng ông chủ lại là một tên rất háo sắc. Con không thể vì một công việc mà hy sinh bản thân mình được phải không? Phải đó, tuyệt đối là không được. Phải rồi, con có phải loại người đó đâu. Điểm này con giống mẹ đó. Chắc chắn không được đâu. Cái thứ hai, chỗ nào cũng hợp. Mấu chốt là hình tượng con không được. Đây đúng là nói linh tinh. Hình tượng của con mắc mớ gì không được chứ? Mắt của họ bị mù sao? Mặt mũi như vậy còn không ổn sao? Đúng là vì bề ngoài con không được thông qua đó. Sao lại như vậy? Bởi vì con gái của mẹ quá xinh đẹp. Phim hài sao? Chọc cười mẹ đó sao? Tại mẹ hết đó. Hiểu rồi, mẹ hiểu rồi. Sếp con là nữ có đúng hay không? Ghen tị với chúng ta. Phải đó, chắc chắn là như vậy rồi. Thôi kệ cái thứ hai đi, cái thứ ba. Cái thứ ba thì càng tại mẹ hơn. Mẹ xem mẹ sinh con vào ngày nào không sinh. Lại sinh vào ngày 20 tháng 3. Người ta không cần cung sinh nư đâu. Nó còn thích mơ mộng chiến dâu. Nói linh tinh. Mấy người này đúng là điên rồi. Công việc liên quan gì tới cung hoàng đạo chứ? Không có năng lực thì cho dù con gì đẹp tới mấy cũng có tác dụng gì đâu. Mẹ nói coi có phải tại mẹ hay không? Nếu không con đã sớm tìm được việc rồi. Còn đó đúng là đồ không có lương tâm. Mẹ sinh con ra không cảm ơn thì thôi. Vậy con quyết định cái này sao chứ? Con quyết định cái gì? Con còn cảm ơn mẹ không kịp mà. Nè Tiểu Khả, công ty phong thần này đang tuyển dụng đó. Không phải cậu học cơ điện ở đại học sao? Hợp đó nha, để mẹ coi. Thấy cũng hợp đó, có đúng không? Nhìn điều kiện nè, mau 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 mau. Nhưng mà người ta phải cần con đã chứ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Vậy để con thử. Đi ngay đi, quyết định vậy đi. Nếu lại chỉ lý do ở mẹ thì mẹ đừng trách con đó. Không thể nào đâu. Đi thôi. Xin lỗi nha, tuyển dụng của chúng tôi đã kết thúc rồi. Tuyển dụng khi nào vậy? Trong quảng cáo việc làm có rất rõ ràng, chính là vào hôm qua. Công việc này rất phù hợp với tôi. Bởi vì tôi học cơ điện, còn từng học quản lý và thư ký, tiếng Anh cấp 4. Nếu không, cô nói chuyện với ông chủ cô thử xem. Thực sự không được đâu, tôi không thể quyết định chuyện này. Tôi thực sự không biết tuyển dụng đã kết thúc vào ngày hôm qua. Nếu không thì để tôi nói chuyện với ông chủ của cô nha. Nếu như cô thực sự muốn làm việc ở công ty chúng tôi thì chờ tuyển dụng lần sau đi. Nhớ chú ý, đừng bỏ lỡ thời gian. Để tôi gặp ông chủ đi. Lỡ đâu sếp của cô đặt cách nhận tôi thì sao? Sao vậy? Giám đốc Từ, chị này tới phỏng vấn xin việc. Đưa hồ sơ cho tôi đi. Hay là như vậy, để tôi bàn bạc lại với họ xem sao. Nhưng mà cũng đừng ôm hy vọng quá. Cảm ơn anh. Tôi thấy người này khá phù hợp đó. Xem lúc nào thích hợp thì lên lịch phỏng vấn đi. Đã qua thời gian phỏng vấn rồi. Tôi thật sự cảm thấy rất phù hợp. Cô xem trước đã. Điều kiện không tồi. Nhưng sao bây giờ mới tới? Cô gái này cũng hơi ổn, nhớ nhầm thời gian. Hay là cô cứ chăm chút cho người ta, dù sao cũng tới rồi. Cái này cũng coi như có chút quan hệ. Nếu không đã chẳng nhờ cô giúp. Chăm chút đi có được không? Nể mặt tôi. Được rồi, để cô ấy vào đi. Có điều không phù hợp thì tôi sẽ không nể giao tình riêng đâu. Chung quy thì lợi ích của công ty vẫn là trên hết. Được rồi, tôi biết mà. Xin chào giám đốc Trần, tôi là Đặng Tiểu Khả. Sao bây giờ mới tới? Tôi nhìn nhầm thời gian. Lý do nào cũng là lấy cớ hết. Làm nghề này của chúng tôi, thời gian là điều cốt yếu. Nếu bây giờ chúng ta đang đàm phán kinh doanh với khách hàng, có thể vì cô tới trễ 3 phút mà làm hư chuyện. Còn nữa, với tư cách là nhân viên văn phòng, điều đầu tiên là phải chú ý vẻ bề ngoài. Xin lỗi nha, tôi không giỏi việc ăn mặc. Nhưng mà tôi rất ham học hỏi. Chị coi, tôi học chuyên ngành cơ điện. Nhưng mà tôi đã học thêm cả quản lý, thư ký và tiếng Anh. Nếu công ty có cần, tôi có thể học thêm trang điểm và ăn mặc. Cô học chuyên ngành cơ điện, vậy tại sao không tìm công việc sát ngành hơn?
Lúc đó là tôi báo sai chuyên ngành. Công việc sát ngành đều chỉ cần nam giới, thỉnh thoảng mới chuyển ngành cũng đều không phải là đúng chuyên ngành học. Nếu cô thực sự có năng lực thì không phân biệt giới tính. Giám đốc Trần, tôi thực sự nghĩ công việc này rất phù hợp với tôi đó. Hay là chị cứ để tôi thử việc đi. Nếu không phù hợp thì chị có thể cho tôi nghỉ việc bất cứ lúc nào. Trả lời một câu hỏi. Dạ. Nếu gặp một khách hàng khó tính, xe đã bán, người ta bây giờ muốn trả hàng, hơn nữa còn ra sức gọi điện cho cô, thì cô phải làm sao? Vậy thì phải xem lý do của anh ta có đầy đủ hay không. Nếu như có lý do đầy đủ, tôi sẽ xin chỉ thị của lãnh đạo, xem lãnh đạo có ý kiến gì không. Nếu như lý do của khách hàng không đầy đủ, vậy thì tôi sẽ tiếp chuyện với anh ta. Dù sao cái tôi có cũng là thời gian. Cô không ngại phiền phức sao? Tôi rất dễ tính, tuyệt đối không sợ phiền đâu. Nhưng quy tắc chung trong cái ngành này, những gì đã bán ra rồi thì sẽ không thu hồi lại đâu. Giám đốc Trần, cảm ơn chị đã phá lệ cho phép tôi được phỏng vấn. Vậy tôi sẽ về nhà chờ thông tin từ chị. Cảm ơn giám đốc Trần. Sang Sang, lần trước con ghi danh cái chương trình Nếu Không Chân Thành Xin Đừng Làm Phiền khi nào mới phát sóng. Thực ra lần đó con cũng chưa tìm người phù hợp. Con đó đúng là kén chọn quá đi. Con không được như vậy nghe chưa? Con có kén nữa cũng không được đâu. Để chậm trễ chuyện của bản thân thì phải làm sao đây? Con phải làm gương cho Tiểu Khả chứ, có biết không? Con biết rồi. Nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được người phù hợp chứ? Vẫn nói con nghe Sang Sang, con đừng gây áp lực cho bản thân mình quá. Lần này không thành công đều cho thấy rằng mấy người đó đều không có duyên với con. Người với người thì thực đều là duyên phận. Nếu có duyên, cho dù có thế nào cũng sẽ tới được với nhau. Còn không có duyên thì đừng có cưỡng cầu. Sao tôi lại không nghe ông nói lọt lỗ tai chút nào? Sao vậy chứ? Cái gì mà duyên với không duyên? Tôi nói cho ông nghe nha, cái luận điệu này của ông ảnh hưởng tới Tiểu Khả đó. Cho nên con bé mới không tìm được đối tượng, có biết chưa? Hai nơi xa lắc xa lơ bán đại bác không tới, xa xôi như vậy sao có thể có duyên phận chứ? Chương trình kết nối bây giờ rất có ý nghĩa. Tôi nói bà nghe, sao cứ thích tranh cãi như vậy chứ? Vấn đề duyên phận, con nghĩ mọi người nên giữ ý kiến của riêng mình đi. Lần sau chúng ta nói tiếp nha. Phải đó. Nhưng mà ông nói ai thích tranh cãi chứ? Tôi tranh cãi khi nào chứ? Tôi làm gì tranh cãi? Ông đó toàn ăn nói linh tinh có tác dụng gì sao? Ông coi chương trình kết đôi đi, tốt biết bao nhiêu. Ông có thể ở một chỗ chọn mười mấy hoặc là 20 người, nói như vậy mới đúng. Gặp được mặt nhau mới là duyên phận. Cục cưng về rồi. Sao rồi? Phỏng vấn kia sao rồi con? Chẳng sao cả. Sao vậy? Sao vậy con? Giám đốc Trần không thích con. Sao lại không thích con? Lạnh lùng như một khối băng gì đó. Chắc chắn là không thích con rồi. Mẹ Khả Nhi, mẹ nói con nghe, đừng cứ nói người ta như vậy. Phải tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình. Phải chăng là con chưa đủ nỗ lực, hay là không đủ điều gì đó? Tới đây. Sang Sang, con để gì? Chắc là hai đứa không quen nhau. Để chị giới thiệu nha. Đây là chị họ của Tiểu Khả, tên là Sang Sang. Đây là bạn tốt của Khả Nhi, là Thẩm Họa. Được rồi, rửa tay ăn cơm đi con. Nè Tiểu Khả, sao rồi? Phỏng vấn không thành công đó. Phải rồi, mẹ quên hỏi con, là sếp nam hay là sếp nữ? Sếp nữ, sếp nữ sao? Nữ giới mà làm được sếp tổng thì đúng là lợi hại đó. Xong rồi, mẹ vừa nghe là biết hết phim rồi. Không thành được đâu. Sao vậy chị? Sếp nữ toàn chê chúng ta trông đẹp quá. Cô nói coi chuyện gì vậy chứ? Chắc chắn là vậy rồi. Nghe chị nói đi. Dù gì, sếp tổng hay là làm gì đó, những người phụ nữ già thì họ đều chỉ mong chúng ta trông xấu đi thôi. Mẹ ơi, mẹ không biết gì cả. Nhìn người ta chỉ khoảng 27-28 thôi, xinh đẹp lắm đó. Sắp 30 rồi vẫn chưa kết hôn, còn phải đi cướp bát cơm của đàn ông. Có đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì đâu? Sao cô biết người ta chưa kết hôn? Công ty ô tô Phong Thần là một nơi ra sao? Là một nơi phụ nữ hành động như đàn ông. Cô ấy ở vị trí đó có thể chăm sóc gia đình hay không? Bây giờ bao nhiêu người đàn ông có thể chịu đựng được chứ? Vợ bận rộn công việc không chăm sóc cho gia đình. Tôi nghĩ người phụ nữ này vẫn nên có khí chất của phụ nữ, vẫn hơn là một sếp tổng lạnh lùng. Thẩm Họa nói rất hợp ý của chị. Phụ nữ làm việc tới cùng để làm gì chứ? Rồi cũng phải về chăm sóc gia đình thôi. Tìm người chồng tốt có một gia đình mạnh hơn bất cứ điều gì. Cho nên mấy đứa cần phải nắm chắc thời cơ cho mẹ. Đừng có mà để ế dài dài như vậy ở trong nhà. Đúng rồi, nhắc tới ế. Nè,
Lần trước chúng ta đọc cái tờ báo gì đó viết về đề tài gái ế, có một danh từ gì đó. Ông còn nói là rất đúng, rất đúng. Ông có nhớ hay không vậy? Sao mà tôi nhớ được chứ? Ông còn nói sao? Sao lại không nhớ được? Nữ hoàng thất bại. Phải rồi, nữ hoàng thất bại. Con nghe coi, giống như là con chó bị đánh bại gì đó, khó nghe chết đi được. Nếu như tới mức độ đó thì con đúng là không cứu được rồi. Này Khải Nhi, con nghe lời của mẹ đi, phải tranh thủ thời cơ. Một khi tới cái mức độ đó thì nghe đi, chó thất bại, nghe thôi đã hãi hùng rồi. Mẹ à, cái đó gọi là thà thiếu chứ không ẩu. Thà thiếu chứ không ẩu sao? Nghe thì hay đó. Con bày đặt ẩu hay không ẩu? Con đang thiếu cái gì? Thiếu gì chứ, con có bạn trai mà. Thôi đi, chúng ta ăn cơm. Này Tiểu Khả, ăn cơm thôi con. Con không muốn ăn đâu. Không phải chứ. Thôi mà, chỉ có công việc thôi mà, cỡ nào cũng phải ăn cơm. Điện thoại. Alo, alo, có phải là Đặng Tiểu Khả không? Tôi là Từ Nam của công ty Phong Thần, giám đốc Từ. Rất vinh hạnh thông báo với cô là cô đã được công ty chúng tôi nhận vào rồi. Cô chuẩn bị 9 giờ sáng thứ hai đi làm nha. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Cảm ơn giám đốc Từ. Có chuyện gì vậy? Khả Nhi, có chuyện gì vậy? Ăn cơm thôi. Chuyện công việc sao? Con nói coi. Con được nhận vào làm rồi, thật sao? Bố đã nói rồi, đây là duyên phận. Tìm việc cũng như vậy. Tìm thấy chỗ bù vào rồi đó. Tìm thấy chỗ bù vào rồi, đã nói mãi rồi còn gì. Hai năm rồi, ông vẫn còn nhớ như sao? Mẹ à, con tìm được việc rồi. Sao mẹ còn cằn nhằn như vậy chứ? Vừa nãy nói về duyên phận, kết quả ông ấy cứng họng. Bây giờ tìm chỗ bù đó. Con bé tìm được việc rồi, chúng ta chúc mừng đi. Tôi không thèm cụng ly với ông đâu. Ba đứa con đều cụng ly đi. Cụng ly, chúc mừng cả ba đứa tìm được công việc nha.